Nếu không có hội phong chân, hẹn ngày hoa nở, quan hoàng mời về với dân, tề tay tiên chúc chén rượu đà. Nhất toàn sơ dâng lên bề ngọc, các cô nâng nâng mời làm mời rước quan hoàng bưởi xưa. Quỳnh ở tinh tiên chúc nó trên rượu mời, nghị toàn là dâng lên bề ngọc để các cô nâng nâng mời làm mời rước quan hoàng bưởi xưa. Giọt rượu mời dâng lên bề ngọc để các cô tiến dâng mời làm mời rước quan hoàng mười xơi, các cô nâng mời rước quan hoàng mười xơi. Quan hoàng mười chứng tân cho ghế ông hôm nay lòng thanh. Quan hoàng mời về ông chứng tâm, ông tiếp lòng cho thanh đồng, ông cho ví ông cổ đi ước được cho làm ăn nơi con lại có nhiều hình lờ tài. Trên nước mồ xanh băng dòng nước sông lăng lăng, nơi mồ gió biệt trăng ngàn, nơi mồ nào xanh đường gửi dinh quan hoàng thank you.
sông Lam hồng đình đẹp như tranh chữ tỏ ngõ xứ kinh đạm lập ngõ thanh. Chứ muốn thuần núi sông sông còn bên bên vực đất Nam đàn sự nghệ mọi con xanh xanh. Khi xuân về thì đào hồng hè đủ hội tình tình yên hội tù răng răng ba gió mê bát ngát ba la đường vô đền quan hoang thập thì chẳng biết xa hay gần. Các ghê có muốn vô thì chưa có tần 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 tần. Muốn vô đền quan hoàng thật thầm thì đừng hỏi gần gần hay xa. Đường vô đền ông cách chờ sơn hà. Nhất tâm tìm tới thì dù đường xa hoàng đô đến gần gần. Quý tư những hạt sương trên làng hoàng yêu những thân còn làng đông đông non thương dân như thể thương con yêu dân dân nè như thể những giọt máu son nè của chính mình. Đường về nghệ an ngàn mây xanh thắm nắng sớm long lanh núi hồng soi bóng dòng la tiếng chim ca những hòa trong gió vỗ câu rộn ràng về dương gian tiếng lòng ông xôn xa nghe danh danh thương quan hoàng mười vang xin cúi đầu có tháp một tuần nhã cầu xin qua hoàng mười vang cho phương nước ba đất buôn bay xuôi ngược nẻo đông đông đường tây bước chân chân đi quan hoàng đưa đôi dắt tay đi đường đời gian nan bao khó nhọc cứu ma thánh đồng con nhất tâm mê thành hoàng ba nương bóng hoàng con sẽ được đi ngã mùa đông qua xuân về xuân sang bao người còn lại vô sự để sắm to châu để qua họ đền thờ ông ngày đêm nhạc khói phát đừng khắp nơi tôi tú anh linh gần gần xa vang khắp mọi nơi vui trông quan họ quý ông ngày đêm cung kính tháng năm an lành tâm thanh vạn sự thỏa mong quý ông tâm thành xin quan hòa
gửi đi tâu đỗ cho ghế hoa bốn mùa vạn sự hạnh ngỡ thương. Ngày hôm nay ông về chính tâm cho đồng đồ cho đi hoàng trong nhà thắm tươi màu hồng. Đàn chàng hôm nay đèn đều hoa kín nên đón hoang giang lâm sương nồng bất ngây trong men say với lá trầu cây gọi nhang sông trầm cũng đã hòa theo câu hát chắp tay nguyện cầu con chúc ghế hoa bóng đẹp đồng xa. Nghe tiếng chuông ngân ngân vang con thấy bóng bóng quan hòa loan ra nơi cung vàng ông bằng áo choàng cầm ngâm thiêu hoa tay thiên viết câu thơ thần cầm quạt ngà bước chân ra ngày theo hồ hai hàng tiên nữ thướt tha yêu kiều đàn dâng lên khung năm cung dòng ngân liễu nô ánh bà để lòng hoa xiết bao mừng vui khi xa chốn nhân gian xuôi mà lòng con lên sao vui quá đi thôi tiếng ca từng bừng bừng buồn ơi đến tiếng cảnh đẹp hoa tươi mây trời thương mừng trôi đón qua về mừng trong đền và nga nhà khói bay vạn đàn dâng tiếng ca gần gần xa bách ra theo về nghênh đón hoàng ngự đồng đồng hoàng loan ra hoàng chiếu tài cho chúng dân cho chúng dân trong Nam Việt bình an ông độ cho ví ông giàu xa năm tháng an lành tâm thành chúng con bình an nay lòng tay ông ba cho các ghế trên trần gian cho những pháp sư văn đàn mọi làng hô dâng nay ghi ông nhất tâm hòa ra vui với đền vui với đồng vui với đời hoàng vui tiếng cười nhớ mãi hôm nay chén rượu quỳnh mười hai tiếng tiên dâng mà con hoàng ngây ngất tam năm say cùng đã buốt lời ca chúc cho ghế hoa bóng đẹp đồng xa
chờ trăng trở ai người thờ mượn cây nhạn nhắn gửi câu thơ đến cung quảng hỏi tiên nữ sao nàng không gian đưa chân gian ta cùng nàng vui vai chén tàn miền cung quảng tin nương tu mây đáp lại quan hoàng hẹn gửi quân từ khi về đây tiếng đánh mở cho hết ba ngày cho thọ đêm này mong từng giây được cùng nàng nhất cho thật say quan hoa người nghe thấy vỗ tay miệng cười ngất ngây đã bấy lâu nay bấy lâu nay ngày con mong tháng con đợi năm năm hỗ trợ hôm nay chúng con gặp đức hoàng mười ngày giáng lâm diệu đạo mà đề kinh chúc thầy minh diệu đạo mà đề kinh chúc thầy minh bốn văn chúng con chúc quan hoàng người muôn tuổi xuân thêm xuân đêm mặt mặt nở xuân đêm xuân đường mặt mặt nở con người ta sống ở trên tổ đời đúng đó con người ta thì sống ở trên tiền dòng bạc chảy để rồi ba làng ba chi bên cuối cũng chẳng đẹp đi đến cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì cho ai cho nên ta có lộc lại có ta họ cần con phải có phúc mà sống họ để hưởng lộc trời hoàng ban na cho ngày sớm điều chiều lo ngày sớm điều chiều lo việc trần cùng là việc thánh họ cần con xin hoàng cho con đường người lo dần đến vất vả đoạn đời chưa nếu gian nan càng lắm thì hoàng thương con cả nhiều ông chở che chở mọi điều cho qua cơn bi cuộc mình tới hồi thái lai ông về đồng tiếp lộc ngờ tiếp tổ tài chiều khi đôi tối khi cả sớm mãi lại đồng ra ngồi cùng.